Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Kèo Bóng Văn Khánh của mình. Trên màn hình anh em, cả cái video tiếp theo thì Khánh sẽ làm cho anh em cái trận đấu giữa AC Milan gặp Sassuolo anh em nhé. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày mai. Đấy, mình sẽ làm hết các cái giải cái trận đấu của giải Serie A cho anh em. Serie A ngày mai đấy rất là nhiều, những bốn trận đấu thì bốn trận đấu đều rất đáng chú ý anh em nhé. Đều là các con hàng lớn như là Inter Milan, đấy, Atalanta, AC Milan hay là Juventus đấy. Thì mình sẽ làm hết cả bốn trận này cho anh em. Mình cũng đã làm cái trận đấu giữa Bayern Munich gặp Frankfurt, một trong cái trận đấu giữa bốn đội bóng mạnh nhất của Bundesliga hiện tại, đấy đang có cái thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng. Mình cũng đã làm cho anh em, thì anh em có thể xem và tham khảo cái trận đấu này anh em nhé. Còn trận đấu giữa Sevilla và Elche sẽ diễn ra vào lúc 12:30 rạng sáng ngày mai, cũng như là trận đấu giữa Getafe gặp Real Betis đấy sẽ diễn ra vào khung giờ rất là rạng sáng ngày mai. Thì nếu mà anh em muốn đầu tư ở những trận đấu đấy thì anh em có thể liên hệ với Khánh qua Zalo cũng như là Telegram anh em nhé. Rất là nhiều trận đấu, League 1 cũng lúc 3 giờ cũng sẽ có trận Olympique de Marseille đá với lại Monaco này. Đấy, rất là nhiều trận đấu. Thì hiện tại đấy mình vẫn đang ngồi dung cho những anh em ở trong nhóm của mình thôi. Đấy, có một số anh em tầm giờ này cũng đã tan làm, khá là rảnh, nên là bọn mình cũng đang dung. Một số trận nó cũng đã ăn rồi đấy, giờ chỉ còn chờ nữa thôi. Những cái trận dung bóng cỏ này thì có trận có góc, có trận không có góc, nhưng mình thích nhất là dùng góc anh em nhé. Nếu anh em muốn đồng hành cùng Khánh, để đồng hành cùng những anh em trong nhóm của Khánh thì anh em có thể liên hệ với Khánh qua Zalo cũng như là Telegram. Telegram @kèobongkhanh86 và Zalo là 0983771667 đã hiện ở trên màn hình anh em nhé. Anh em liên hệ trực tiếp với mình thì mình sẽ hỗ trợ anh em những cái mã kèo mà mình trực tiếp đầu tư hay là đẩy cho những anh em trong nhóm. Nếu mà anh em muốn vào nhóm, mình chỉ đẩy cho anh em một vài lần thôi. Còn nếu anh em muốn vào nhóm mà đồng hành cùng Khánh và anh em thời gian dài, lâu dài, thì anh em cần, cái điều kiện tiên quyết là anh em cần có cho mình một cái sân chơi như thế này. Đấy, nó cùng cầu kèo với nhau, nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Thì Khánh đầu tư ở cái sân chơi này cũng như là Cubet đã rất là lâu rồi, cũng khá là lâu, mấy năm rồi. Thì nó hoàn toàn uy tín anh em nhé. World Cup vừa rồi thì mình cũng có ôm của anh em và đánh hiện trang rất là nhiều vì ăn chênh lệch. Đấy, nên là anh em hoàn toàn yên tâm, nạp rút cực kỳ ok. Đấy, và những anh em đã bị sập ở những cái web kia thì anh em thì quay về đây với mình. Đấy, mình sẽ hỗ trợ anh em cái sân chơi như thế này. Mình sẽ, đây là anh em hỗ trợ mình, còn mình sẽ hỗ trợ lại, ngược lại anh em những cái mã kèo sao cho nó sáng nhất anh em nhé. Thì ở trận đấu giữa AC Milan gặp Sassuolo thì chúng ta nên đi vào những mã kèo nào? Hiện tại thì AC Milan đang chấp 1.25 anh em nhé, và tài xỉu trận đang là 3. Đấy, góc và thẻ thì anh em cũng nhìn thấy, góc toàn trận AC Milan xếp 2.5 và tài xỉu góc đang là 10. Hiệp 1 AC Milan sẽ xếp 1.25 trái góc và tài xỉu hiệp 1 góc đang là 4.5. Đấy, mình sẽ xem qua kèo thẻ cho anh em nữa. Chưa có kèo thẻ anh em ạ. Thì đấy là những cái mã kèo đầu tiên. Với những mã kèo như vậy chúng ta nên đi vào những mã kèo nào? Thì đây anh em thì xem, đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội. Bên phía của AC Milan sẽ thiếu đi con hàng Benacer này anh em nhé, do tính ăn thẻ đấy. Đây cũng là một con hàng cực kỳ đáng chú ý bên phía của AC Milan, nhưng mà còn đó là chúng ta sẽ còn Oliver Greenwell, chúng ta vẫn còn Tonali, chúng ta vẫn còn Leao, chúng ta vẫn còn theo Hernandez. Đấy, thì đây là những con hàng đang cực kỳ đáng chú ý bên phía của AC Milan, đặc biệt là con hàng Greenwell. Đấy, con hàng số 17 Leao đang có cho mình được 8 bàn thắng, Greenwell 5 và Diaz thì trận này mình thấy không thấy ra sân. Nếu mà Diaz ra sân thì sẽ là đá ở bên phía cánh phải này anh em nhé. Thay vị trí của số 33 Kurunic. Đấy. Còn bên phía của Sassuolo thì sao? Sassuolo thì họ không có quá nhiều các con hàng lớn. Đấy.
chúng ta sẽ có số đáng chú ý nhất là chúng ta sẽ có số 45, Laurent T anh em nhé. Tiếp theo là một con hàng nữa mình chưa thấy xuất hiện ở trên đây, đó là con hàng Kiri Kupalot. Đấy thì là một con hàng cực kỳ đáng chú ý bên phía Sassuolo, và có cả Fred Fassi nữa, con hàng số 16 này anh em nhé. Đây cũng là con hàng ghi bàn hàng đầu bên phía của Sassuolo với 4 bàn trong trận đấu này. Berardi số 10 với 3 bàn, và Pinamuti hiện tại mình cũng chưa thấy ghi ở trên đây. Đây Pinamuti, Andre Pinamuti anh em nhé. Đấy với 3 bàn. Đấy thì con hàng này chấn thương không thể ra sân trong trận đấu này. Với cái đội hình như thế này và cái thứ hạng AC Milan mới để thua Lazio với tỷ số 4-0 cực kỳ bất ngờ anh em nhé. Trận đấu này cực kỳ bất ngờ. Đấy. Mình vẫn biết là Lazio trên sân nhà là một con hàng cực kỳ khó chịu. Mình không nghĩ là nó sẽ ăn AC Milan tới với tỷ số 4-0 được. Inter Milan cũng mới bất ngờ để thua Empoli trên sân nhà của mình luôn với tỷ số 1-0. Đấy. Hai đội bóng cùng thành phố đang cho thấy một cái phong độ đang đi xuống. Thì để chứng minh cái điều đó, AC Milan trận này họ sẽ được thi đấu trên sân nhà và gặp một con hàng Sassuolo, một đội bóng giáp danh với vị trí cầm đèn đỏ, vị trí thứ 17. Mới có cho mình được 17 điểm và hiệu số bàn thắng đang là -11 anh em nhé. Với chỉ có 4 trận thắng, 5 trận hòa và 10 trận thua. Đấy. Các cái lần đối đầu cũng đang nghiêng hẳn về AC Milan. Những cái lần đối đầu gần nhất thì đang là Sassuolo có lợi thế anh em nhé. Với 2 lần ở năm 2021 thì Sassuolo giành chiến thắng trên sân nhà của AC Milan với tỷ số lần lượt là 2-1 và 3-1. Những trận gần đây thì Milan giành chiến thắng 3-0 trên sân nhà của Sassuolo, và một trận gần đây nhất là Sassuolo cầm hòa AC Milan trên sân nhà. Thì 6 lần gặp nhau gần nhất, đấy, AC Milan giành chiến thắng 3 lần, một trận hòa, và Sassuolo giành chiến thắng 2 trận. Trong 6 trận thì AC Milan có cho mình 9 bàn thắng, đấy, 14 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Sassuolo có cho mình được 7 bàn thắng, 13 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Đấy, hai đội bóng cũng khá là có khá nhiều những cái thành tích ở trong quá khứ đối đầu nhau cũng kinh khủng, rất là nhiều thẻ. Thì với những cái thông tin như vậy, đấy, mình nói rồi, mình sẽ vừa tìm kèo thẻ nhưng mà chưa có. Thế mình dự đoán cái kèo thẻ trong trận đấu này, tài thẻ sẽ là 4. Tài thẻ toàn trận sẽ là 4. Sassuolo sẽ chấp thẻ nha anh em nhá. Sassuolo sẽ chấp thẻ, chấp toàn trận chắc tầm 0.5. Đấy. Và hiệp 1 sẽ chấp tầm 0.25 hoặc là đồng thẻ. Thì với mức chấp như vậy thì anh em đi thẻ cho Sassuolo cho mình cả hiệp 1, cả toàn trận, và đi cho mình cái tài thẻ 4 toàn trận anh em nhé. Thì đấy là những cái mã kèo đầu tiên mình muốn đưa ra cho anh em trong cái trận đấu này. Tiếp theo thì anh em nên đi vào cái mã kèo AC Milan chấp 1 này. Tại vì hai đội bóng có khá nhiều duyên nợ trong quá khứ. Đấy, 6 lần đối đầu thì cũng không, AC Milan cũng không hoàn toàn áp đảo. Đấy, anh em có thể đi nhẹ vào cái kèo với cái phong độ đang đi xuống của AC Milan nữa, thì anh em có thể đi nhẹ vào cái kèo AC Milan chấp 1 này thôi. Về tài xỉu trận thì mình có lẽ là mình, nếu mà cái đội hình kia chuẩn, cái đội hình kia của AC Milan ra sân và các cầu thủ thi đấu với 100% sức lực của mình, thì mình đang nghĩ đến một cái tài 3. Đang nghĩ đến một cái tài 3 anh em nhé. Cùng lắm thì anh em hòa cái kèo này. Đấy. Đấy. Hiệp 1 anh em với việc AC Milan chấp tới 0.5 thì mình nghĩ anh em không nên đi vào cái mã kèo hiệp 1. Đấy. Chúng ta nếu có thể, nếu mà hiệp 1 thì chúng ta có thể dùng thì đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì cái khoảng thời gian thi đấu của trận đấu rất là đẹp anh em nhé. Lúc 18:30 anh em thoải mái có thể dùng được. Anh em chờ cái đội hình ra sân chính thức và anh em nhận những mã kèo từ Khánh. Đấy, anh em liên hệ trực tiếp với Khánh, nhận những mã kèo từ Khánh. Và nếu anh em muốn chơi dùng thì anh em có thể liên
Khánh có thể hỗ trợ anh em đấy một cái sân chơi uy tín như thế này để anh em có thể dùng trực tiếp trong trận đấu anh em nhé. Ok thì có lẽ đấy là tất cả những cái mã kèo mình muốn chia sẻ đến cho anh em trong cái trận đấu AC Milan gặp Sassuolo sẽ diễn ra vào lúc 18:30 ngày mai chiều ngày mai anh em nhé. Có lẽ là Khánh xin kết thúc cái video này đây thôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.